Hai Sơn chào các bạn. Có video hôm nay mình sẽ chơi game. Tớ quay lại đường nhà tớ rồi. Nhưng mà các bạn có hay mi đi đúng đúng không? Tớ là tạo ra rất nhiều con quái vật kỳ lạ à, cậu vật kỳ lạ. Thấy cũng vui lựa bạn. Đi xuống chết thì đốt nhà mà gọi buồn ghê các bạn. Ừ. Chết quá trời động vật. Còn gì các bạn, tớ muốn nghe tiếng của cái game zombie mà cái mình bây giờ ủa thì sáng rồi hả?
Chỉ có con ngựa là tớ ngồi lên được thôi à. Rồi. Chọn bê táp, táp xí táp. Y như Halloween luôn. Quá trời. Ủa các bạn có hai con không? Con kia không? Thank you.
Chưa lại. Rồi. Các bạn trời cao ghê luôn. Đợi hết quạt khâu rồi tới chơi tiếp. Mình giả bộ là ra con người ra xây dựng đi bà. Xây dựng. Tao vẫn chưa tạo ra thêm con có dựng gì. Thank you.
phù chú.